Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan vụ ông Lê Minh Hoàng, ngụ xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người tự nhận có thể cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp cầu nguyện gây xôn xao dư luận. Mới đây ông Hoàng lại nhận lỗi khi làm việc với chính quyền nơi cư trú một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin Lê Minh Hoàng cư trú tại địa phương tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp văn bản xác nhận chính ông đã cầu nguyện cho nông dân của Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành bớt thiệt hại trong vụ mùa, huyện đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành và Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên báo cáo sự việc. Theo đó, trong văn bản trên, ông Lê Minh Hoàng viết sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chính vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành cũng làm việc với ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành và xác nhận chữ ký dấu đóng trên văn bản mà ông Hoàng cung cấp đúng là của ông Thành. Cùng lúc, Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, huyện đang chờ báo cáo chính thức của hai xã trên. Trước mắt ông Hoàng xin lỗi về việc công khai văn bản. Ông Hoàng nhận sai và xin rút lại các văn bản đã gửi. Đại diện chính quyền địa phương nhìn nhận có thể xuất phát từ quê hương Thuần nông với nghề trồng lúa nước là chủ yếu nên phát sinh sự việc trên. Huyện đang giao cho cơ quan nội vụ tôn giáo xem xét thêm về sự việc. Riêng trường hợp ông Thành ký đóng dấu của hợp tác xã vào văn bản của ông Hoàng, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp, lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân huyện Mỹ Đức nói. Về vụ việc trên, ông Lê Minh Hoàng chia sẻ, ông đã đến làm việc với chính quyền, về văn bản có dấu của hợp tác xã Mỹ Thành theo lời ông Hoàng trong buổi làm việc, ông được cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những gì có liên quan đến dấu đỏ chưa được kiểm chứng thì không nên đưa lên mạng xã hội. Ông Hoàng cho biết về báo cáo của tôi, họ hỏi tôi lấy các con số chi tiết về giảm thiệt hại vụ mùa cho bà con hợp tác xã Mỹ Thành ở đâu. Nói do tôi thương bà con làm nông nên ra bờ ruộng nằm theo dõi, xem gió đến, lúa ngã đổ vào thời điểm nào, từ đó tôi mới ghi giờ giấc vào được như vậy. Theo ông Hoàng, cơ quan chức năng giải thích cho ông hiểu rằng việc giảm thiên tai của năm này so với năm trước hay không phải do các cơ quan khoa học kiểm chứng. Một mình giám đốc hợp tác xã là không được, do vậy ông Hoàng mới nhận lỗi và được yêu cầu rút lại các văn bản đã báo cáo liên quan đến dấu của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Về việc cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hoàng thông tin các nơi ông gửi công văn giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ thuộc liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về khả năng cầu mưa tới nay đều nói đang chờ xin ý kiến lãnh đạo. Đứng trước câu hỏi tại sao ông phải chờ có giấy mời của chính quyền địa phương mới cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng cho biết ông lo lắng rằng nếu ông tự đi mà không có sự hỗ trợ từ địa phương thì có thể hàng ngàn người kéo ra xem sẽ nguy hiểm. Ông Hoàng cho biết thêm tôi không lập đàn cầu mưa mà tôi chỉ xin chính quyền cử cán bộ dẫn tôi đến một vài nơi hỏi ý kiến người dân xong về tôi cầu nguyện xin mưa tôi đọc kinh cầu nguyện xin cho các vùng đang bị hạn hán không có đòi hỏi gì thêm tôi chỉ đề nghị người dân khi thấy tôi xin mưa thì bình tâm không ùn ùn kéo ra đường Mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải, cho biết địa chất khu vực đèo cả rất phức tạp, liên tục sạt lở khiến công tác khắc phục sạt lở ở hầm đường sắt Bãi gió gặp khó khăn. Theo ông Tuấn, hiện phương án thi công được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các chuyên gia đưa ra đạt kết quả khả quan. Ông Tuấn thông tin, lực lượng thi công đang bơm bê tông từ đỉnh núi xuống hầm qua các lỗ khoan để gia cố thành hầm. Hiện ban quản lý dự án 85 đã huy động thêm nhiều đơn vị như Tổng công ty Sông Đà, công ty Lũng Lô đến hỗ trợ tập trung cao nhất cho việc thông hầm. Cũng theo ông Tuấn, hiện chưa thể xác định chính xác thời gian thông hầm đường sắt qua Đèo Cả do địa chất khu vực sạt lở không ổn định. Còn theo ông Trần Thiện Cảnh, cục trưởng cục đường sắt Bộ Giao thông Vận tải, từ khi cấm xe lên Đèo Cả, phía hầm đường sắt đã giảm rung chấn, giảm lượng đất đá rơi xuống hầm. Ông Cảnh nói, ngành đường sắt đang nỗ lực tối đa để có thể sớm thông đường sắt Bắc Nam. Ông Cảnh nói, mong người dân thông cảm, chia sẻ với ngành đường sắt vì sự cố không mong muốn. Khi nào đảm bảo gia cố được địa tầng trên đỉnh hầm, khơi thông được vị trí sạt, chống vách ổn định sẽ cho thông hầm để tàu qua, lúc đó sẽ báo lại địa phương để cho mở lại đường bộ qua đèo. Theo cơ quan chức năng, từ khi sạt lở hầm đường sắt qua đèo cả, trưa 12 tháng 4 đến nay, ngành đường sắt đã chuyển tải 36 chuyến tàu với 10.122 hành khách. Hành khách được trung chuyển từ ga Tuy Hòa thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến ga Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Chiều 15 tháng 4, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đi thị sát tình hình khắc phục sạt lở hầm đường sắt qua đèo cả. Cùng ngày, ông Trần Việt Tùng, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, cho biết việc trung chuyển hành khách vẫn đang được đơn vị bảo đảm. Theo ông Tùng, riêng về tàu hàng, chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang đang huy động xe tải đưa các loại hàng hóa đông lạnh trên các tòa hàng di chuyển sang container, ô tô tải để giao cho khách hàng. Ngành đường sắt chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển, chủ hàng không phải chịu thêm chi phí phát sinh. Tại ga Nha Trang, hiện có 4 tàu vận chuyển hàng đang mắc kẹt, đa số hàng trên toa là container, không có hàng đông lạnh. Theo ông Tùng, những tàu hàng này phải chờ khắc phục xong sự cố ở đèo cả. Ngoài ra, các tàu hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội phải tạm ngừng đưa hàng đi theo hướng Bắc Nam, chờ khắc phục tránh ùn ứ hàng hóa. Ngày 15 tháng 4, theo nguồn tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can 18 người trong vụ mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hội để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo đó, công an đã ra quyết định khởi tố 13 bị can tội gây dối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Đây là nhóm bị can tham gia bàn bạc góp sức trực tiếp để mang quan tài, ảnh thờ, giấy vàng mã đến nhà chủ hội Ngô Thị Loan Chi, sinh năm 1991, hộ kinh doanh bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn thành phố Phan Thiết gây áp lực đòi nợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết cũng đã khởi tố thêm 5 đối tượng tội gây dối trật tự công cộng. Theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự, nhóm đối tượng này bao gồm cả người tham gia bán quan tài, thợ ảnh bị khởi tố để điều tra với vai trò đồng phạm. Tất cả 18 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra ban đầu, nhóm con hụi lập nhóm trên Zalo để trao đổi bàn bạc nhau thuê luật sư để đòi nợ chủ hụi. Tuy nhiên, do bức xúc trước việc chủ hội Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Trưa ngày 10 tháng 11 năm 2023, hàng chục người chơi hụi đã dùng ô tô tải, chở quan tài và mang theo vàng mã nhang loa di động đến nhà bà Chi trên đường Lê Văn Phẫn, khu phố 7, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết để gây áp lực nhằm đòi nợ. Thấy căn nhà bà Chi đã đóng kín cửa, nhóm người này mang quan tài chuối xanh cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi đặt trước nhà. Sự việc đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và người đi đường khiến giao thông đi lại trên đường Lê Văn Phấn bị gián đoạn. Nhiều người còn sử dụng điện thoại di động phát trực tiếp vụ việc trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, công an thành phố Phan Thiết đã phải huy động lực lượng đến để vãn hồi trật tự. Trước đó, ngày 25 tháng 10, hàng chục người dân cũng đã đến chợ Phú Thủy tìm người chủ hội này Vụ vỡ hụi do bà Ngô Thị Loan Chi tổ chức xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2023. Những người tham gia đường dây hụi cũng đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng. Đến ngày 18 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Loan Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hụi hàng chục tỷ đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Bà Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia với số tiền lớn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ở vùng núi Vân Quý Xuyên, Vân Nam Quý Châu Tứ Xuyên của Trung Quốc có rất nhiều cây gỗ quý hiếm. Thế nhưng nan mu vàng có lẽ là loài cây nổi tiếng nhất. Những cây này đặc biệt có giá trị, tuổi gỗ càng cao thì gỗ càng quý. Trong số những nan mu vàng lâu đời nhất, phải kể đến cây 4.300 năm tuổi ở Quý Dương, Quý Châu. Theo ông chủ Chu Jin Trang, cây này ban đầu mọc ở vùng núi thuộc thị trấn Bình Nguyên, huyện Đức Giang, Quý Châu. Vào buổi trưa một ngày tháng 3 năm 2013, nó bị sét đánh và chết cháy. Khi người ta tìm thấy nó, cây nan môn nghìn năm tuổi có đường kính 2,4 m đã bị gãy làm đôi. Phần còn lại đã bùng lên ngọn lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới bị dập tắt. Người dân địa phương cho biết, nếu cây nan mu vàng nghìn năm tuổi này bị xét đánh có nghĩa là nó sẽ sống sót sau một thảm họa, vì cây nan mu này là loài cây được quốc gia bảo vệ và không thể tùy ý chặt hạ, nên Cục Lâm nghiệp đã cấp giấy phép khai thác gỗ cho cơ quan này. Sau đó, ông Chu đã trả 17 triệu nhân dân tệ để mua nó. Ông chủ Chu cho biết đây là cây nan mu vàng lớn nhất thế giới và đã 4.300 năm tuổi. Đây là kết luận được đưa ra thông qua nhận dạng khoa học. Giấy chứng nhận cũng được treo bên cạnh cây lớn để làm vật chứng. Nhiều người nhìn thấy cây nan mu vàng 4.300 năm tuổi này trên Internet đã liên hệ với ông Chu, thậm chí có người ra giá 250 triệu nhân dân tệ 864 tỷ đồng để mua nhưng ông nhất quyết không bán. Ông cho biết đây là một kho báu vô giá, nếu người khác sử dụng nó để làm đồ nội thất thì thật đáng tiếc. Trong tương lai, ông sẽ xây dựng một bảo tàng nanh mô như một nơi trưng bày để nhiều người có thể chiêm ngưỡng loài cây quý hiếm này. Bây giờ, cả gia đình tập trung vào việc bảo trì nanh mô vàng. Việc đầu tiên mà ông Chu làm mỗi sáng thức dậy là đi vòng quanh xem nó có bị hư hại gì không. Bước tiếp theo là nộp đơn xin kỷ lục Guinness Thế Giới. Được biết, nanh mô vàng không chỉ đẹp mà còn hiếm, phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm những sợi chỉ vàng bên trong mới dần hình thành đây không chỉ là gỗ mà còn là chứng tích của thời gian một điều kỳ diệu không thể sao chép được